Phan Như Thảo tung ảnh hậu giảm cân vả mặt anti-fan từng chê mình béo. Hình ảnh của Phan Như Thảo sau khi giảm cân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, bà xã đại gia Đức An nhận về vô số lời chúc mừng từ cư dân mạng. Phan Như Thảo bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu diễn viên. Nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình hoàn hảo, cô nhanh chóng trở thành chân dài sáng giá của showbiz Việt. Phan Như Thảo sở hữu không ít giải thưởng từ các cuộc thi sắc đẹp như Top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007, Á hậu Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu, Top 5 siêu mẫu Việt Nam 2007. Cuối năm 2015, người đẹp bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Đức An hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Trước mọi lời gièm pha của dư luận, cuộc sống hôn nhân của cựu người mẫu và ông xã đại gia vẫn vô cùng hạnh phúc. Thậm chí, Phan Như Thảo còn được ví như bà Hoàng vì được chồng cưng chiều hết mực. Vốn là người đẹp sở hữu body chuẩn chỉnh, nhưng từ sau khi sinh con, Phan Như Thảo tăng cân mất kiểm soát, khiến thân hình trở nên mẩm mỉm. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, bà xã Đức An liên tục nhận về những lời chê bai, miệt thị ngoại hình từ công chúng. Phan Như Thảo từng chia sẻ rằng, vì đã lui về ở ẩn, không còn là người của công chúng, nên cô không còn mấy để tâm đến chuyện giảm cân. Điều cô quan tâm là chăm sóc gia đình nhỏ và tập trung kinh doanh. Trong một lần live stream, chân gia đình đám năm nào chia sẻ, Thảo cũng tròn lâu rồi, nay nhắc nhiều quá nên like cho mọi người biết luôn. Mấy ngày qua cứ nhận tin nhắn của mọi người hỏi, sao nay mập quá vậy Thảo? Thảo cũng nghĩ mập hay ốm đều có ưu điểm của nó hết. Khi gầy thì lên ảnh đẹp, chụp góc nào cũng đẹp, còn khi người tròn một chút thì da mặt sẽ căng đẹp. Vậy nên gầy hay béo đều có ưu điểm. Nói về phản ứng của ông xã khi thấy vợ tăng cân, Phan Như Thảo hài hước cho biết, anh không than phiền về sự thay đổi tính cách của tôi trước và sau khi kết hôn, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ vào những tấm hình cũ và trêu tôi rằng, cô trong ảnh này đâu rồi, hay hình như anh lấy nhầm vợ. Trong khi đó, ông xã Phan Như Thảo cũng liên tục lên tiếng bênh vực vợ. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi Phan Như Thảo xuất hiện với hình ảnh thon gọn nuột nà. Được biết, trong thời gian nghỉ dịch, cựu người mẫu đã quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng trước đây. Theo đó, nhiều người cho rằng đường trở lại vi sùa người mẫu với Phan Như Thảo không còn xa. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng đến người hâm mộ. Qua khoảnh khắc chia sẻ có thể thấy, dáng dấp người đẹp đã trở nên gọn gàng thanh mảnh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, vòng eo bánh mì đã thon gọn đáng kể, đường eo cũng đã lộ rõ. Đây là thành quả tập luyện và kiên trì ăn uống khoa học của Phan Như Thảo trong suốt thời gian qua. Dưới bài đăng của Phan Như Thảo, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại những bình luận khen ngợi. Chúc mừng chị nha, sớm thành siêu mẫu nè. Ngày càng xinh đẹp thế này thì anh Đức An lại phải tìm cách giữ rồi. Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Phan Như Thảo cho biết bản thân phải cắt giảm tinh bột, thay đường tinh luyện bằng thực phẩm tạo ngọt không calo, kết hợp tập luyện đều đặn để lấy lại thân hình xưa cũ. Khi được hỏi về việc bà sẽ tích cực giảm cân, đại gia Đức An cho biết anh không đặt mục tiêu để vợ giảm thêm bao nhiêu cân. Tuy nhiên, anh tiết lộ rằng Phan Như Thảo đã nhìn thấy kết quả và cảm nhận được cô đang trở về thời kỳ xinh đẹp nhất nên càng có động lực hơn. Được biết, chỉ sau một tháng ăn kiêng với cháo yến mạch và kết hợp cùng luyện tập, cân nặng của Phan Như Thảo đã giảm đến 6kg. Và hiện tại, cựu người mẫu đang đặt mục tiêu sẽ tiếp tục giảm thêm 5kg nữa. Đại gia Đức An cũng chia sẻ rằng, anh cảm thấy vợ đẹp trẻ trung và gợi cảm hơn nhiều sau khi giảm cân. Trong mắt anh, bà xã lúc nào cũng có những khoảnh khắc đẹp khác nhau và anh vẫn thích cô đẹp theo cách tốt cho sức khỏe. Vì vậy, anh ủng hộ vợ ăn uống hợp lý kết hợp cùng các bài tập để giữ dáng, nhưng phải đảm bảo sức khỏe và tinh thần.